dư tiền quá ha, lo mà học bài đi, mà nhớ đừng có thức khuya nha, thức khuya xấu lắm đó. Vậy ha, rồi bye. Tôi tốn tiền chứ có phải là ông tốn tiền đâu mà sợ. Làm thế ghê, ghét. Mất không thèm gọi nó cho biết. Sao tự nhiên giờ nghe giọng nói thấy dễ thương hết ta? Sao đó giờ mình không để ý vậy ta? Chị Thư hả em? Dạ em chào cô. Tới có chuyện gì không? Cô cho em hỏi có thầy Tuấn ở nhà không ạ? Thầy có việc cho nên đi ra ngoài rồi. Em có chuyện gì gấp không? Dạ em mới soạn xong bài đọc diễn văn lễ báo cáo tốt nghiệp. Em định đến đến nhà thầy xem và góp ý kiến giúp. Vậy hả? Dạ. Em vô nhà đi. Dạ. Vô nhà đi em. Em ngồi đây đi, để cô đi rót nước. Uống nước đi em. Dạ. Đâu em đưa cho cô xem thử bài soạn của em đi. Em cứ để bài của em ở đây đi, để cô đưa về cho thầy xem rồi có gì cô điện thoại cho em nha. Dạ vậy em nhờ cô giúp em chuyện đó nha. Xin phép cô em về. Sao về sớm vậy? Nếu mà em không có bận chuyện gì thì ở lại đây chơi với cô một lát nha. Cô ở nhà có một mình buồn quá. Nếu mà có chuyện gì á thì em thử nói ra xem cô có giúp được gì không. Tâm sự con gái cô cũng hiểu rõ mà. Cô ơi, Tuấn á có phải là mối tình đầu của cô không? Rồi tự nhiên con em lại quan tâm tới chuyện tình cảm của cô. Điều mà thì thường dạ không có em. Nhìn em lúng túng vậy là cô biết mình đoán đúng rồi. Bạn nào vậy? Có phải trong lớp của mình không? Dạ không. Em uống nước đi. Hai em đang quen nhau hả? Dạ không. Tụi em chỉ làm bạn bè bình thường thôi. Và bạn nó cũng muốn biết là em thích bạn đó nữa. Em cũng muốn nói lắm nhưng mà em sợ. Tụi em đang ở tuổi dậy thì chắc chắn chuyện tình cảm rung động giữa bạn trai và bạn gái là có rồi đó. Nhưng mà cô nghĩ em nên từ từ, cứ để mọi chuyện nó tự nhiên. Tự nhiên. Tự nhiên là sao cô? Ý cô là em chưa biết rõ tình cảm của bạn đó như thế nào. Lỡ em nói ra rồi bị bạn đó từ chối thì sao? Thì em với bạn đó vẫn là bạn bè bình thường như hồi trước thôi. Có thật không? Hay là lúc đó giận nhau rồi không muốn làm bạn của nhau nữa? Thôi mà cô ơi, cô đừng có nói chuyện này của em cho thầy hoặc là các bạn trong lớp biết nha. Thôi em xin phép cô em về. Ừ, em đi cẩn thận nha. Dạ. Thank you.
đi cà phê nói chuyện chút nha. Tối mai nha. Vậy hả? Chiều ngủ. Được. Bye. Mình cũng xin lắm chứ bộ. Em ơi, anh về rồi nè. Ủa đang xem gì vậy? Em đang xem lại hình cưới của hai đứa mình. Trời ơi, ngày nào cũng xem hình hoài vậy, bộ không chán sao? Anh này. À, sao chỗ này bị mất tấm hình rồi? Đây nè. Nó bị rớt hả em? Đâu có. Học sinh của anh đó đang chơi trò yêu thầm, anh không biết sao? Yêu thầm? Mà yêu ai? Hai em này nè. Kỳ Thư đang chơi trò yêu thầm nhớ trộm chàng Hoàng Huy đại ca đó. Không được. Sắp tới ngày thi rồi mà tụi nó còn yêu đương với nhau nữa. Anh phải chấn chỉnh lại tư tưởng tụi nó thôi. Thôi cho em xin. Tụi nó đã trưởng thành rồi. Với lại em với anh đâu phải ba mẹ của bọn chúng đâu mà có quyền ngăn cản. Em cũng đã nói chuyện với Kỳ Thư, khuyên là cô bé nên từ từ. Bởi vì em nghĩ đây chỉ là phút bồng bột cho tuổi mới lớn của bé mà thôi. Nhưng mà em nghĩ chắc Kỳ Thư không nghe lời em nói đâu. Cô bé hơi cứng đầu. Không lẽ để tụi nó tự yêu đương với nhau rồi tự giải quyết hết sao? Ừ. Em biết là từ trước tới giờ anh vẫn giúp tụi nhỏ giải quyết những khó khăn. Nhưng mà riêng lần này em nghĩ anh nên để cho tụi nhỏ tự giải quyết thử thách này đi. Sau này tụi nó sẽ phải bước vào đời, sẽ phải đối diện với nhiều chuyện, nhiều khó khăn hơn nữa. Ừ. À, nhắc tới con bé Kỳ Thư, làm anh nhớ là ngày mai sinh nhật của nó. Vậy hả anh? Ừ. Sao em không nghe Kỳ Thư nói gì hết trơn? Anh nghĩ bọn trẻ sẽ tổ chức sinh nhật ở một quán cà phê mà nó thường hay lui tới. Hay là tụi mình đến đó làm cho tụi nó bất ngờ đi. Nhưng mà chắc gì ngày mai tụi nhỏ sẽ tổ chức ở đó. Thì để xem sao. Anh, nhưng mà chúng ta tới có làm cho tụi nhỏ không được tự nhiên không? Anh dạy cho tụi nó cả năm rồi. Anh rành về tụi nó lắm, em yên tâm. Kỳ Thư kìa, sao có hai đứa đó vậy? Không lẽ hai đứa nó... Anh nghĩ không phải đâu. Để từ từ xem sao đã. Cảm ơn Huy nhiều nha. Thư uống gì không? À, cho Thư ly nước cam. Huy ơi, cho em ly nước cam. Để lâu chưa? Mới tới. À, tất nhiên là có, cho nên là Thư mới hẹn Huy ra đây rồi. Nhưng mà chuyện này cũng ngại nói ra quá. Mấy chị đâu ngại ngại. Biết nhau cũng lâu lắm rồi. Không lẽ còn gì không nói được chứ sao? Thật ra thì còn vài tuần nữa là mình đã thi tốt nghiệp rồi. Mà sắp tới thì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa. Cho nên chắc chắn là mình sẽ gặp nhau. Thôi có chuyện này, nếu như mà để trong phòng thì cảm thấy rất là khó chịu. Tôi muốn nói ra nhưng mà không biết nói sao hết đó. Có gì đâu mà ngại, cứ nói đi. Mình đã bạn với nhau 3 năm rồi. Không biết là Thư với Huy có thể
sang một giai đoạn khác được không? Là mình sẽ không có một người bạn thân nữa. Được không? Lớn rồi chứ bộ. Tìm hiểu nhau là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà chọc. Sao thương nói chuyện này với Huy từ sớm? Để Huy liệu đường còn tính chứ. Huy cũng thích Thư lâu lắm rồi. Thư có biết mỗi lần Huy nhìn thấy Thư cười, Huy hạnh phúc lắm. Thư có nhớ lần hai đứa mình bắt gặp nhau ở siêu thị, lúc mà Thư chạy đi lấy xe, lúc đó nhìn Thư dễ thương lắm. Nhìn Thư đáng yêu lắm. Trời ơi, nói chuyện tết mà tôi nổi da gà luôn. Ông, mấy người, ông quá đáng lắm. Mấy người cũng quá đáng lắm. Sao các em lại chọc anh như vậy? Kỳ Thư có thầy cũng ngồi cho tụi nó đi chọc em nữa sao? Em bình tĩnh lại đi. Các bạn thì dẫn nghe mà thôi, không có ý gì xấu đâu. Nó làm em mất mặt thì mất đâu. Bây giờ lại cũng bên tụi nó nữa. Đâu có, thầy không bênh vực ai cả. Em nghe lời thầy, bình tĩnh lại nha. Em biết là tụi nó ghét em lắm. Tụi nó xem thường em mà. Thầy có thấy không? Bây giờ mình có nói chuyện tình cảm, chuyện riêng liền nhất mà tụi nó cũng đem lên đùa giỡn nữa. Em không thể chấp nhận được. Em ghét tụi nó lắm. Thầy biết là bây giờ em rất là giận các bạn, nhưng mà ngày hôm nay là ngày sinh nhật của em phải quay trở lại để cùng nhau chúc sinh nhật cho các bạn. Hãy nghe lời thầy, để vào với thầy nha. Thầy sẽ giúp em chỉ tội các bạn đó. Không, em cảm ơn thầy. Em xin thầy để cho em tự giải quyết chuyện của em. Chị Thư, em không phải là một đứa con nít mà suốt ngày đi bán áo thầy như vậy. Em không nhận được đâu. Bây giờ em phải về rồi. Kỳ Thư. Sao rồi anh? Chuyện căng lắm em mà. Kỳ Thư không nghe lời anh. Thấy tụi học trò này thiệt là. Thank you.
Ủa, sao không thấy nó ở đây ta? Qua nhà kiếm nó cũng không có. Mà tôi nhớ mỗi lần nó giận hay nó buồn cái gì, nó hay ra đây ngồi lắm mà. Cái này mới dựng dai thiệt á. Tôi nhắn tin má trời mà có trả lời tôi đâu. Mà cũng tại mình, tại vì tụi mình chọc quá chứ. Mà cũng tại bà thôi. Tự nhiên chọc quá chứ. Tự nhiên nói cọc đi tìm Châu, chi là bà khóc một luôn một loa. Tôi chỉ giỡn thôi, đâu có ngờ bà nhạy cảm gì đâu. Mà con gái, bà hiểu Kỳ Thư chứ. Để tôi đọc mày tỏ với Kỳ Thư rồi. Mà tôi không hiểu sao bà Kỳ Thư lại thích Hoàng Huy nha. Lúc trước á, thì hai người cãi nhau như là chó với mèo vậy đó. Tự nhiên đụng cái Kỳ Thư nói là thích Hoàng Huy, ngạc nhiên không? Tôi nói thiệt nha, lúc đó tôi kìm dữ lắm không? Thôi tôi nằm dài ra tôi cười rồi đó. Thôi, mình đi về đi. Khi nào bác ngu giận rồi tìm bác nha. Chắc chạy quá. Thầy ngồi đi thầy. Mọi người đang bàn là sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ gì trong ngày lễ tổng kết. Và mọi người thống nhất là sẽ chọn anh biểu diễn góp vui cho học sinh. Hả? Chọn anh hả? Thôi, chọn em khác đi, anh hát dở lắm. Chị hát góp vui thôi. Biết thầy đâu phải là ca sĩ đâu mà cần hát hay. Tôi với thầy Huân á phải lên sở để mời các thầy cô về dự ở trường mình nè. Còn cô Thư Cầm á thì phải lo giải múa cho các em học sinh. Còn thầy Dũng á thì lo trang trí phần sân khấu, chỉ còn mình thầy thôi đó. Dũng cảm lên. Ừ, dám chỉ diện cái lúc bơm tắng mà giờ lên sân khấu mà sợ sao. Ừ. Thôi được rồi. Để tôi cố gắng. Ừ. Chị nói để cho. Chị Thư. Ủa, em đi mua đĩa hả? Dạ. Cô đi mua đĩa hả? Ừ. Cô. Ừ. Thầy Tuấn muốn gặp em lắm đó. Thầy định hỏi em rằng bộ em không định thay mặt lớp đọc bài diễn văn sao? Em nhờ cô về nói với thầy Tuấn giùm em là ngày hôm đó em bận việc gia đình rồi, cho nên em không thể nào đến dự lễ tổng kết được. Cô nhờ thầy kiếm người khác giùm em nha cô. Ngày lễ tốt nghiệp ý nghĩa như vậy, em không thu xếp được thời gian hả em? Dạ, em cũng tiếc lắm, nhưng mà em bận việc mà. Em cố gắng sắp xếp thời gian đến dự chung với cả lớp. 3 năm rốt cuộc cũng chờ đến cái ngày này mà em không đến dự, cả lớp cũng buồn và sau này em sẽ cảm thấy hối tiếc lắm đó. Thôi, ở đây không có những điểm em cần tìm, cô cứ lựa điểm đi nha. Em xin phép cô em đi trước. Cô em đi. Chuyển cân chóng mặt luôn. Thưa ba mẹ, con mới về. Hồi nãy tụi bạn con nó đem quà sinh nhật tới, mẹ để ở trong phòng đó con. Dạ, con xin phép con lên phòng.
chưa anh? Xong rồi. Cho anh vậy coi bạn coi đẹp không? Kỳ Thư, Kỳ Thư, hình như là con bé Kỳ Thư, sao tự nhiên nó không vô trường mà nó lại chạy ra ngoài? Chắc nó vẫn còn giận đó anh. Để anh chạy theo kêu nó lại. Thôi anh, con bé nó đã không muốn vào trường rồi, em nghĩ nó vẫn còn mắc cỡ với mấy đứa bạn của nó đó. Anh gọi điện thoại cho ai vậy? Thì gọi cho Hoàng Huy chứ ai. Anh là Alibaba, tất nhiên là anh phải có chiêu trị tụi nó rồi. Hôm nay là ngày lễ tổng kết, nên đi không ta? Nếu mà không đi chắc chắn sau này mình sẽ hối hận á. Dù gì thì tụi nó cũng đã xin lỗi mình rồi mà. Kỳ Thư ơi, hôm nay Kỳ Thư mặc áo dài đẹp lắm. Kỳ Thư có tới trường không? Không. Vậy sao Kỳ Thư mặc áo dài? Vô duyên, tôi thích tôi mặc được hả? Hỏi nhiều vậy? Kỳ Thư à, Kỳ Thư mặc áo dài rất là đẹp, phải thùy mị nết na, không có được nói chuyện lớn tiếng vậy. Tôi sợ. Tôi biết bà giận tôi nhiều lắm, lỗi cũng cho tôi giỡn cái sự tình cảm của bà, nhưng bà phải cho tôi thời gian chứ nói chuyện đột ngột vậy biết sao mà lận. Không, im đi, không đừng có nói nữa. Ông có biết là ngày hôm đó tôi quê lắm không? Ông đem tình cảm của tôi ra mà ông đùa giỡn, để vậy cũng trước mặt bao nhiêu là người. Bây giờ tôi hỏi ông làm sao tôi có thể nhìn mặt mọi người nữa đây? Kỳ Thư à, hay là mình quen nhau nha. Cái gì? Ông có bị khùng không? Hả? Thích đồ lắm không? Con gái mấy người phiền phức lắm á, lúc này lúc nọ tôi không biết đường mà lần luôn à. Quen quen, cũng có từ quen nhau mở miệng ra là dễ nói lắm hả? Bà có thể nói cho tôi biết thích tôi điểm nào không? Nói mà biết nha, bữa giờ lắm á, 3 ngày không tắm á, đồ 8 ngày không giặt luôn á, còn dớ hả 1 tuần. À, thối quá à, hèn chi nãy giờ tôi ngửi thấy cái mùi gì thối thủng đâu đây. Ông ghê quá, ông đi ra đi. Vậy bà còn thích tôi nữa không? Không rồi đó, cảm ơn. Nhưng có lẽ trong chuyện này tôi cũng đã sai. Tôi đã không phân biệt được tình cảm của mình. Cô Thu Cầm nói đúng, tôi không biết gì về tình yêu và cũng không hiểu gì về sự rung động nhất thời. Vậy mà tôi còn cãi lời của cô đó chứ. Chắc bây giờ cô Thu Cầm giận tôi lắm không? Ờ quá, người lớn đâu có biết giận là cái gì đâu. Chính cô còn kêu tôi đi kiếm bà đó. Thiệt mà. Ôi, còn có 10 phút nữa là đóng cửa trường rồi kìa. Đi nhanh lên, đi theo tôi, tới trường, nhanh lên.
Ê mấy ông mấy bà, ai đọc giùm tôi đi. Tôi sợ lên đó chưa đọc tôi đã xỉu mất tiêu rồi. Mấy bà đọc giùm tôi đi. Trời ơi, bà sợ bà làm cho tôi mới sợ vậy đó. Ông đọc đi được á, ông mê. Tôi sợ mấy chỗ đông người lắm. Trời. Thôi mày đọc đi. Nhát họ đó. Vậy giờ ai đọc bây giờ? Tôi run quá chân đứng không có nổi nữa nè. Vậy làm đọc đi. Ừ, đọc được á. Đây đây đây. Trời ơi, giờ ai đọc đây? Ôi, ông nhát quá. Kỳ tư với quần quý kìa. Ê, đâu? Đây đây. Đây đây. Trời ơi, bữa nay mặt đẹp quá ta. Thương quá, mặt đẹp quá. Đúng rồi đó, bà đọc đi. Ừ, đọc đi. Ừ, đúng rồi đó. Đọc đi. Ừ, nhắm đi. Ok. Ê, bà khoan khoan. Trước khi đọc tôi chụp tấm hình cái. Ờ, ừ, được, được, được. Khoan khoan. Gì nữa? Kêu thầy chụp chung nữa chứ. Đi, 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 đi. Đi. Ơi, để tôi cho tôi mời thầy ra chụp chung. Nhanh lên. Ê kia kia mấy bạn. Ê thầy chụp hình mấy bạn. Vô đây. Để thầy nữa. Để thầy. Nhanh đi thầy. Thầy chào tất cả các em. Chào thầy. À khoan. Cho mình có vài câu muốn nói với thầy. Thầy ơi, em cảm ơn thầy vì suốt thời gian qua thầy đã ở bên cạnh an ủi, động viên chúng em và giúp đỡ chúng em vượt qua những lúc gặp khó khăn. Cảm ơn thầy vì thầy đã là thầy giáo của chúng em. Các em biết không, món quà tuyệt vời nhất chính là món quà không cần phải mở. Và hôm nay thầy đã nhận được từ phía các em. Thôi chụp hình, chụp hình. Thầy ngồi đây nè, thầy ngồi đây nè, thầy ngồi đây nè. Rồi vô đội hình mấy bạn. Ê, vô. Thằng Huy vô trong đứng nè. Khoan, cho vô. Ok vậy đó. 1, 2, 3. Yeah. Khoan, em vô chụp nữa. 1, 2, 3. Yeah. Thôi, tới giờ làm lễ rồi. Tất cả chúng ta cùng ra sân trường đi. Các bạn Hoàng Quy lên. Kính mời thầy hiệu trưởng lên sân khấu có đôi lời phát biểu với giáo viên và toàn thể học sinh của trường. Thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô, các em học sinh thân mến, trước hết cho phép tôi thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành nhất với quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian tới dự buổi lễ tổng kết hôm nay của nhà trường chúng tôi. Thầy rất vui mừng trước nỗ lực của các em học sinh khối lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Bây giờ thầy xin mời đại diện của học sinh lớp 12 A1 lên để chia sẻ cảm xúc về kỳ thi tốt nghiệp vừa qua và những dự định của các em trong tương lai. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với toàn thể lớp 12 chúng em, vì nó sẽ là ngày chúng em trở thành
trường này. Đây là gắn bó của em suốt 3 năm học qua. Và riêng đối với bản thân em, có lẽ năm lớp 12 sẽ là năm để lại cho em nhiều kỷ niệm vui buồn nhất. Qua sông phía Bắc cầu kiều, muốn con hai chữ thì em lại thầy. Em xin thay mặt cho toàn thể lớp 12A1 gửi lời cảm ơn đến người thầy chủ nhiệm đã cùng gắn bó với em suốt một năm qua. Đó chính là thầy Nghiêm Tuấn. Em không bao giờ xuôi thường. Cái ngày đầu tiên khi thầy bước chân vào lớp, lũ học trò đã bắt tụi em đã tìm được mọi cách học. Và điều cuối cùng, em xin chúc sức khỏe đến toàn thể quý đại biểu, quý thầy cô. Và xin chúc cho tất cả các bạn học sinh khối 12 sẽ có được sự tự tin và vững vàng khi đối diện với cuộc kỳ thi đại học sắp tới. Chúc các bạn thành công. Em xin hết. Và sau đây chúng tôi kính mời thầy Nguyễn Phúc bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu với các em học sinh. Thôi kìa, anh phải làm gương cho học sinh của mình chứ. Em thấy anh sao, có được không? Đẹp trai rồi, chồng của tôi là nhất rồi, lên đi anh. Kính thưa quý thầy cô và tất cả các em xin thương mến, có thể nói lớp 21 là một lớp có rất nhiều kỷ niệm đối với tôi. Có lúc tôi tưởng chừng như đã về nhà, không thể nào tiếp tục
dạy bảo các em. Nhưng rồi chính các em đã giúp tôi vượt qua những khó khăn để mà hoàn thành công việc thật tốt. Có thể nói đây là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời dạy học của tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả các thầy cô cũng như là tất cả các học sinh. Lời cảm ơn chân thành nhất. Để tôi đợi thầy cô và các em, tôi xin trình bày một ca khúc được mang tên Kiếm Một Trò. Nhìn nhìn cây me đung đưa trong gió.